sẽ gấp đôi lại. Sau đó thì mình sẽ gấp hai cái mép của nó lại. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái sợi dài để làm cái quai sách. Thì mình sẽ hình trái đào lên trên tờ giấy màu hồng nhé.
thì mình sẽ dán những cái chi tiết này lại vào với nhau ấy. Như vậy là chiếc túi sách của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.